cái cảnh quay khó nhất đối với Khi Thì có thể là chắc là cái cảnh mọi người cũng sẽ mong chờ nhất, đó chính là cảnh nó hơi dậy xíu nè. Những cái cảnh gọi là ân ái trong phim mình á, có thể nói là đây là lần đầu tiên trong 17 phim của Victor mình khai thác những cái cảnh này nhiều hơn. Nó là một cái cần thiết cho bộ phim, nó ảnh hưởng quá nhiều đến cái đường dây tâm lý của nhân vật chính á. Tránh không được, tránh những cảnh này không được. Từ xưa tới giờ mình rất là ngại cái chuyện đó, mà mình chưa bao giờ nghĩ rằng là mình sẽ đi đóng một bộ phim mà có những cái cảnh nó nhiều như vậy, với lại liên tục. Có những ngày là nó lặp đi lặp lại liên tục. Nhưng mà đây là bộ phim thứ 6 của KD rồi, thì chắc chắn mình không thể nào tiếp tục cái sự an toàn với những cái gì mình mong muốn được. Cái đó là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai là đây là phim của anh Victor. Mình tin vào đạo diễn của mình và mình tin vào những gì mình cần phải làm, vì công việc của mình là hóa thân vào nhân vật. Nếu mình đặt cái suy nghĩ là cá nhân mình quá, giống như là KD không thích cái đó, nhưng mà trong lúc đó Diệu Linh cần phải làm điều như vậy để nó kể tiếp tục những cái câu chuyện tiếp theo, bắt buộc mình phải làm thôi. Và tới bây giờ là KD đã 24 rồi, mình đã một phần đã đủ tự tin để có thể thực hiện những cảnh quay khó hơn, nhưng mà vẫn trao lòng tin cho ekip của mình. Anh Victor đã đảm bảo rằng có một trường làm việc những ngày quay cái cảnh như vậy á, thì nó sẽ rất là an toàn cho diễn viên. Khi đi cũng mền gối rồi chùm rất kỹ để mà giữ cái sự kín đáo cho bản thân của mình. Với lại may mắn là cả cam op đều là những người đã đồng hành cùng với Khi Đi. Tới đây có thể gọi là 4 phim, 5 phim rồi. Các chú đã là những người mà chứng kiến Khi Đi lớn lên và những người rất hiểu cái cách mà Khi Đi sẽ làm việc như thế nào. Mọi người đều rất là tôn trọng cái không gian của Khi Đi. Không phải là nó không khó đâu, nhưng mà những người đứng ở trong đó không làm Khi Đi bị ngại. Cảnh nóng thì luôn luôn tạo áp lực cho mọi người, thật sự là như vậy. Tất cả người tham gia là họ sẽ bị căng thẳng. Để chuẩn bị cho những cái scene này thì Victor thấy một cách thôi, là phải tạo ra một cái không gian nó thoải mái. Có một điều mà Victor cũng hay làm để cho mọi người thoải mái hơn là Victor sẽ vô, Victor sẽ trình bày những gì Victor đang hình dung trong đầu cho một cái phân đoạn như vậy. Và mình phải pha một tí hài hước trong đó cho các nhân viên họ cảm thấy thoải mái hơn. Thì không biết mình có hài hước hay không, nhưng mà nói chung là mình cũng đã cố gắng rồi. Cái ngày đầu tiên mà Katie được gặp anh Thuận là cái bữa đó là buổi casting cho nhân vật Nhân. Ngay vào lúc đầu tiên khi mà anh Thuận nói chuyện với Katie, thì Katie thấy ô, đây là Nhân của mình rồi. Tại vì anh làm cho mình rất là thoải mái. Thật sự là mình thấy là mình con trai thì mình sẽ ít ngại hơn là con gái. Động chạm cơ thể thì người phụ nữ người ta lại có phần người ta nghĩ mình lợi dụng hay là cái gì đó, cho nên cũng rất là ngại cái chuyện đó. Cho nên là mình cũng cố tìm cách nó tế nhị nhất có thể. Mình sẽ bàn bạc với Linh trước là mình sẽ làm như vậy thì Linh thấy có phù hợp hay không. Thật sự là tụi mình đã bàn với nhau rất nhiều về cái chuyện đó, không những là một ngày hai ngày mà mình cứ đưa ra phương án, mình nhường quyền hết cho Linh lựa chọn, và người chọn cuối cùng đó chính là anh Victor. Ba Kiến, đối với Nhân, đó là một cái mối quan hệ mà tuổi trẻ ai cũng sẽ có và ai cũng sẽ mong ước được quay lại với nhau. Hai người này đang rất là cuốn nhau và cần mong muốn được gặp nhau càng nhiều càng tốt, và cái cảm giác nó giống như 500 hút vào nhau vậy đó. Nên là khi thì phải sử dụng một chút xíu gọi là bia rượu để cái mặt nó hơi đỏ hay hay, và nói chung là mình thoải mái hơn khi làm việc. Những cái tình huống này nó để phục vụ câu chuyện, để thể hiện rõ tình yêu giữa Linh và Nhân.